Konnichiwa, xin chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ cách may khẩu trang 3 lớp rất là đơn giản. Mời mọi người vào xem và cùng làm với mình nha. Mình sẽ sử dụng cái khẩu trang có kích cỡ vừa với khuôn mặt của mình. Và mình sẽ cắt xung quanh cái khẩu trang này chừa ra 1cm đường may. Vải ở đây thì mình sử dụng cái vải nào có hoa văn mà mình thích ha. Và lớp thứ hai mình cũng sẽ cắt xung quanh cái khẩu trang này và chừa ra 1cm đường may ha. Đây là lớp thứ ba, mình cũng sẽ cắt xung quanh khẩu trang chừa 1cm đường may. Đây là lớp thứ nhất của khẩu trang, cũng là bề mặt ngoài của khẩu trang. Mình sẽ chập hai cái bề mặt ngoài lại và may một đường ngay giữa. Và ngay chỗ phần bo này thì mình sẽ cắt khoảng 1,5 đến 2cm, cắt như vậy cho đến hết cái khúc bo ha. Và mình vuốt cho nó thẳng ra. Mình lật qua bề mặt, mình sẽ may một hai lần chặn lên đây, hai lần chặn lên cái khúc bo này ha.
khi may xong thì ngay chỗ phần bo của mình nó được đứng lên nè. Và hai lớp còn lại là mặt trong của cái khẩu trang mình sẽ chập lại và may ở giữa ha. Cũng sẽ cắt ra ngay chỗ cái phần bo của nó từ 1,5 cm đến 2 cm ha. Và cũng vuốt phần này thẳng ra. May chặn hai đường lên đây. Bây giờ mình sẽ chập hai cái bề mặt của tấm vải này lại và may ở hai đầu. Canh cho cái phần giữa của cái lằn ở giữa của nó bằng nhau ha. Tiếp theo mình sẽ lộn cái bề mặt ngoài của nó ra. Ba lớp ha. Dùng móng tay mình vuốt cho ngay chỗ cái rìa này nó thẳng ra ha.
Mình cắt hai miếng vải, miếng có cái chiều dài hơn khẩu trang mỗi bên 1 cm, chiều ngang khoảng 3 đến 4 cm. Mình sẽ đặt úp cái phần bề mặt của cái miếng vải này lên bên hông của cái khẩu trang ha. Mình này là mình may làm cái khe để xỏ cái dây qua đó. Xếp cái đầu mép dư lại và may chặn lên đây một đường ha. Ngay chỗ dư, ngay chỗ hai cái đầu mép hồi nãy một phân đó, giờ mình xếp vô và mình may chặn một đường ở đây. Và mình sẽ gấp lại ở cái phần này, mình gấp lại nửa phân. Gấp và mình dùng ngón tay mình cào cho nó thành một cái nếp. Và mình gấp lại như vậy. Mình sẽ lật qua phần bên bề mặt mình may chặn ở đây ha. May chặn bên bề mặt ha. Và tiếp tục làm phần còn lại, may cái phần còn lại cũng y như vậy ha. Xếp vào ở hai đầu, nó xếp một phân vào và may chặn một đường. Và ở đây mình cũng xếp lại nửa phân ha. Xếp lại và mình cào cho nó có nếp. Và gấp lại, lật ngược bề mặt qua, may chặn một đường, may bên bề mặt nha, không may bên bề trái. Phần dây thì mình sẽ cắt hai cọng dây dài từ 29 đến 30 cm. Luồn dây vào hai bên hông của khẩu trang và cột lại. Mình vừa hoàn thành xong chiếc khẩu trang 3 lớp. Rất là đơn giản, dễ làm. Chỉ cần biết sử dụng máy may là có thể làm được. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi.
Nếu thấy thích hãy nhớ bấm subscribe hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado GP. Bây giờ đang mùa dịch bệnh nên mua khẩu trang cũng khó khăn nữa. Mọi người hãy tự làm cho gia đình mình sử dụng nha. Saigo made mite kuremashite arigatou gozaimashita. Mata ne.